Rồi, xin chào quý cô chú và anh chị ha. Hôm nay em đang đứng trên một lô đất tọa lạc tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái hướng tây em, hướng này màn hình cô chú đang nhìn á, là hướng chạy ra đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu mới nha. Đâu đó tầm khoảng 50 mét thôi. Thì có một cái lô đất này nó nằm trong khu dân cư luôn nha cô chú anh chị. Đấy, khu dân cư xung quanh luôn nha. Đấy, hướng này nè. Nha, chạy ngược về đây. Chạy ngược về đây ra đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu cũ nha. Đâu đó tầm khoảng là 70 mét thôi. Đó, đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu cũ là đường đi ra ngay chỗ trường học, chợ búa của trung tâm của xã Lớn Lớn đó cô chú anh chị. Thì hôm nay là có một cái lô đất định giới thiệu cho cô chú anh chị biết đây. Đó, là 1.103 mét vuông nha. Đó, có tổng diện tích mặt tiền đường là 12,8 m. Hai mặt tiền đường luôn nha cô chú anh chị. Ở sau là cũng có một mặt tiền đường đất là 12,8 m luôn, vuông vức bằng đầu bằng đuôi. Thì cái lô đất này nè. Đấy. Rất là vuông vức và bằng phẳng luôn nha. Thì về nói về phần ranh giới thì bên đây có cái lưới B40 này nè, và bên đây có chủ hàng bê tông nè, đi hết đất luôn nha. Đấy. Thì đây. Hướng đất á là hướng đông nam nha cô chú anh chị. Đấy, là hướng đối diện cái nhà này luôn. Đấy. Thì đây là đó là đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu mới đó, cô chú nhìn thấy không? Đó, xe nó chạy tấp nập không? Đấy. Đã đem giùm tới gần luôn cho cô chị xem nha. Đấy, đó là đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu mới nè. Đó, khu dân cư chạy đó tấp nập luôn nha. Đó, đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu mới thì em không cần nói nữa. Em có rất nhiều video về đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu mới rồi. Thì đó, cô chú anh chị tham khảo nha. Thì ngược về đây nè. Đó, thì cũng là khu dân cư, nói chung là xung quanh đây có một hai lô bán thôi. Thì tất cả em đều quay video và quay livestream rất là nhiều về đoạn này rồi. Thì đó, mong cô chú anh chị thông cảm và coi lại những video cũ nha. Đó, bây giờ là đây nè, tiến thẳng vô đất nè. Rồi, đã, em đi bộ vô đất cho cô chú anh chị xem nha. Thì cái lô đất này á là chủ đất người ta không có canh tác á, thì thành cử là hồi xưa á là cái miếng này là một miếng bự nè. Nhưng mà cái chủ đất này là đã cắt cho bán một xào cho người ta rồi. Thì đó, bán lâu lắm rồi. Thì bây giờ người ta đứng tên đó, người ta mua lại á, người ta để dành cho chủ đất á, người ta canh tác luôn, người ta coi đất giùm luôn nha. Đó. Ở sau là cũng có nhà cửa rồi, ở sau nha, cũng có mặt tiền đường ở sau nha cô chú anh chị. Đấy. Đó, người ta trồng cỏ nè, xanh mát tươi mát không? Đó. Thôi, bây giờ vấn đề chính thì cái lô đất này nó cách thành phố Hồ Chí Minh á. Đâu đó tầm khoảng là 70 cây. Về tới thành phố Vũng Tàu, về biển Vũng Tàu là 35 cây số nha. Thì với cái giá bán của lô đất này là 3.750 tỷ. Đấy. Lô đất này là 3.750 tỷ. Đó. Chị bớt giấy tờ cho cô chú anh chị thôi nha. Đó, chủ đất báo giá với em như vậy là chị bớt giấy tờ thôi. Đấy, còn mà về cái phần mà quy hoạch á là đất này phủ hồng vô một nửa đất luôn nha cô chú chị. Mọi người muốn lên thổ cư cũng được, mà muốn đăng ký xây nhà đồ đều được hết nha. Đó, cái lô đất này có thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng lắm nè. Đó, vị trí đẹp, khu dân cư gần đường lớn, đường bê tông. Đó, cái đường bê tông này đó là tầm khoảng là 7 mét nha. Hai xe ô tô nhé, né vào thoải mái. Đây, để em quay cái đường cho mọi người xem nha. Hôm bữa em cũng có một cái quay lô 20 mét bên đây bán luôn nè. Đó, đã bán nè. Đó, cái đường bê tông nè. Đó, đường bê tông này ô tô chạy thoải mái nha. Rồi, thôi, bây giờ em cũng không có chạy nữa. Tại vì bây giờ cái lô đất mình nhìn ra là thông giữa hai đường rồi. Xe ô tô né nhau thoải mái rồi đó, khu dân cư ngoài đó nè, mọi người thấy không? Đấy. Nè, khu dân cư ngoài đây nè, đấy. Đấy cô chú nhìn thấy chưa? Đó, đó là đường Mỹ Xuân Nghĩa Dâu mới đó. Bây giờ em cũng không có cần chạy coi xung quanh nữa, tại vì khu dân cư nó xung quanh đó rất là đông rồi. Đấy, chạy ngược về đây nè, cũng chạy luôn à. Rồi, thôi em xin kết thúc video tại đây nha. Thì em xin nhắc lại là tổng diện tích là 1.103 mét vuông. Có 12,8 m mặt tiền đường và hai mặt tiền đường ở sau cũng vậy, đất vuông vức và bằng phẳng. Thì mọi người có đi xem lô đất này á thì xin hãy xin hỏi em dưới màn hình nha. Rồi, giá bán của lô đất này là 3.750 tỷ bớt giấy tờ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị.